Huyền Thoại xin chào chú anh chị đến được chơi Huyền Thoại nha. Hiện tại là bùm bùm bán hàng cả nhà. Ồ, lạp xưởng này mới nhập về hả Bùm? Lạp xưởng mới nhập về nữa đúng không? Mới về hàng tuần. À. Đó, lạp xưởng cũng hàng mới về cả nhà. Cả nhà. Bịch luôn cả nhà ơi. Bùm này lạp xưởng là quá ngon luôn. Cho nên là được nhiều khán giả, nhiều cô chú, anh chị mua ủng hộ đó nha. Đó, lạp xưởng tươi rất là ngon. Thì lạp xưởng này có mức nhân không cho nên là mình để lâu được không cả nhà. Mua về mình để trong ngăn mát của cả nhà, để lâu mình ăn cũng được, không có sợ, rất là ngon. Sướng nạt không mà không có mỡ, không có gân. Không có đường đi vô. Hàng bít hết rồi, không có đường đi vô luôn. Đóng hàng coi như là hàng nào. Hiện tại thì bùm bùm bán hàng với lại nhân viên nghe cả nhà. Thì đó là em Tính Đạt. Để chị em Loan đi làm MV với anh Lý Tú Trâm nghe cả nhà. Cũng chưa có về nè cả nhà ơi. Hiện tại thì giờ này cũng 6 giờ mấy gần 7 giờ cả nhà. Còn tối nữa ha. Thì đến tối chuyện đoạn về họ sẽ quay lên cho cả nhà cùng xem ha. Thì có mấy anh em YouTube bên đây. Đây là vũ can này cả nhà. Mua chiếc thải này cả nhà. Quần này dễ thương ha. Quần này có nó đẹp ta. Chiếc mô tô của anh Hải rất là đẹp cả nhà. Mẫu máy lên là ầm 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 nha cả nhà. Đó, ghê chưa? Anh Hải đi buôn qua sức buôn nha cả nhà. Tại thì tiệm Loan chưa có về nữa cả nhà. Tiệm Loan đi đóng anh Vi với chị Tứ Trâm ha, chưa có về nữa. Hiện tại thì có Bum với lại chú giao hàng đó. Thì hiện tại thì chú lấy hàng để giao cho khách hàng nha cả nhà. Hiện tại thì chú bán hàng rất là nhiều cả nhà. Chợ cao.
cao lên thêm bao. Chú này đang chất bao nhiêu bao nên rất là nhiều cả nhà. Rất là cao luôn cả nhà. Tại đây bé xu rồi cả nhà, được học về cũng khá là quen ha. Thì buổi trưa thì chở bé xu đi, buổi tối chở bé xu về cả nhà. Thì chú cũng đang vô hàng cả nhà, hiện tại chờ 15 gram rồi. Thì ở đây anh em cũng chờ chị Hồng Loan về. Thì thôi cũng xin tạm dừng video cả nhà, thì có gì thôi sẽ quay tiếp ha. Thì những chú nói chú thì chất lên hàng cũng là lên xe cũng chở cho khách hàng cả nhà. Thì thôi cũng xin tạm dừng video đây, có gì hỏi quay tiếp nha. Bye của chú anh chị nha. Đây chờ tặng 15 gram rồi.